động đất làm 9 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương ở Đài Loan. Liên quan đến trận động đất mạnh xảy ra tại Đài Loan vào sáng ngày 3 tháng 4, số liệu cập nhật mới nhất cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất này đã tăng lên 9 người, ngoài ra có hơn 800 người bị thương và 50 người mất tích. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai để giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập. Những hình ảnh phát sóng trên truyền hình cho thấy các tòa nhà đổ nghiêng rất nguy hiểm tại huyện miền núi Hoa Liên, nơi gần tâm chấn động đất. Ngoài ra trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh người dân và camera an ninh ghi lại lúc xảy ra động đất. Lực lượng cứu hộ sử dụng thang để đưa những người bị kẹt qua cửa sổ, trong khi lở đất lớn lại xảy ra tại nhiều nơi. Lực lượng cứu hộ cho biết họ đang mất liên lạc với 50 du khách trên 4 xe bus nhỏ đang trong hành trình đến khách sạn trong công viên Tarokogot. Tuy nhiên cũng có những thông tin tích cực là phần lớn mạng lưới điện đã khôi phục. Nhiều tuyến tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại. Các chuyên gia cảnh báo sẽ còn các dư chấn mạnh xảy ra trong những ngày tới. Theo Giám đốc Trung tâm Địa chấn học Đài Loan Gu Chien Phu, đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo trong 25 năm qua sau trận động đất 7,6 độ khiến 2.400 người thiệt mạng năm 1999.